Hello, welcome back. Mình sẽ chơi Happy Crack trong 3 phần NOOB Pro Hack. Ô, cái này cái đất gì đây? Mình cũng đang chơi một cái loại mod thôi. Ta đã nhìn thấy một người đang nói chuyện và cầm một ôi đúng là nó thật, một cái áo cam nổi bật giữa một cái nền. Ui. Vít nó vào đây luôn. Trong cái phần này mình có nhiều cái hướng dẫn quá. Càng lên cao là sẽ càng pro. Quá là dễ thôi. Mình sẽ được phép là đổi cốc này, đổi sang phần này, chắc sang này mình. Trông rất là bồ. Màu nước nó cũng về màu đổi luôn này. Đỏ. Trời đẹp thế, nhìn đẹp thế. Nước đắng á. Ồ không. Thank you.
Chúng ta sẽ xem bộ đồ. Đó, đây là bộ đồ này. Trời, màu nước đẹp. Màu nước đẹp. Chúng ta mà thay đổi được cái nền đằng sau đẹp nhé. Hách này, đánh như hách này. Là sao? Không nhìn thấy cái màn cốc đâu cả. Ui, giỏi thế. Gian này nó không đủ để mà hiển thị nước một tí nữa. Ôi, nó có vào. Vậy như hack nhỉ. Chiu. Đâu. Mình chỉ không vào phần đó. Ôi, tuyệt vời. Cho nước lại bị chui thấy. Wow. Bye.